chung như vậy để xem xem là mình test xem là nó có nhớ là cái chuyện mình đang giao tiếp với nhau không tức là đáng nhẽ mình sẽ cần phải viết là gì là gợi ý cho tôi một cái đề cương nghiên cứu về Xin chào bạn trong video này chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về cái con chat GPT và một cái con chat thứ hai là con chat Bing tức là bing chat của Microsoft đấy thì hai cái con này thì nó do hai công ty khác nhau phát triển ra và đối với cái con chat GPT thì nó đã rất là nổi tiếng rồi mọi người hầu hết mọi người đang đang bàn luận rất là nhiều còn đối với lại con binh chat ấy, thì nó là của Microsoft và nó mới được giới thiệu trong thời gian gần đây và để mà tham gia được vào bing chat ấy, thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta cần phải đăng ký và chúng ta sẽ vào trong cái danh sách chờ thì đăng ký thì nó cũng đơn giản thôi tí tôi sẽ nói cho các bạn biết Thế thì tôi thì cũng mất đâu đó hơn tuần gì đấy thì sau khi vào cái danh sách chờ thì bây giờ nó đã mời rồi Và chính vì vậy nên là tôi mới làm cái video này để hướng dẫn bạn và giúp bạn so sánh giữa hai con chat này xem là nó mặt mạnh mặt yếu nó như thế nào Và sau đó thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta nên sử dụng như thế nào cho nó hợp lý Tất nhiên là đây là cái trải nghiệm của tôi thôi Thế còn khi mà bạn dùng thì có thể nó sẽ sẽ khác thì tùy theo cái cái mục đích sử dụng mới để tùy theo cái kỹ năng sử dụng của các bạn cái đầu tiên thì tôi giới thiệu là cái con chat GPT Thế thì cái con chat GPT là cái con mà nó được cái công ty OpenAI nó phát triển ra Thế thì để mà hiểu về cái con chat GPT này thì chúng ta có thể, thể lên mạng chúng ta hỏi là chat GPT là gì hoặc là mình vào trong con chat GPT này hỏi luôn nó là chat GPT là gì thì nó sẽ giải thích rất là kỹ và tôi sẽ không đi dài dòng nữa và đối với con chat GPT này này thì hiện nay thì nó chưa hỗ trợ tại Việt Nam cho nên là cái việc mà đăng ký đối với con chat GPT thì nó hơi loằng ngoằng một chút thế thì tôi đã có cái video tôi hướng dẫn tôi để ở dưới phần mô tả của cái video này nhé đấy thì bạn có thể xuống phần mô tả để xem cái video đó để biết cách để chúng ta đăng ký thế thì cái quy trình đăng ký thì nó sẽ như thế này chúng ta sẽ cần phải tải một cái một cái phần mềm nó gọi là Proton VPN hoặc là bất kỳ một cái phần mềm nào đấy để giúp cho cái việc là chúng ta chuyển cái IP của mình sang nước khác và sau đó thì mình vào mình đăng ký với lại chat GPT thì ok đấy và sau đó thì chúng ta sẽ cần phải mua một cái số điện thoại của nước ngoài bởi vì là cái chat GPT này nó chưa hỗ trợ ở Việt Nam nên chúng ta cần phải mua một cái số điện thoại hay, uh, mua tạm thời đấy một cái số điện thoại của một cái uh, quốc gia nào đấy mà chat GPT này nó hỗ trợ Thế sau đó mình đăng ký đăng ký xong thì sau khi đăng ký xong thì mình dùng cái tài khoản đấy mình có thể không cần phải bật cái VPN nữa là mình có thể sử dụng ở Việt Nam được rất là thoải mái rồi đấy thì nó chỉ có một cái trúc chắc như vậy thôi và bạn cần phải xem cái video tôi để trong ở phía dưới này nhé để có thể hiểu kỹ hơn thế thì một số bạn nào đấy lười và không muốn là đăng ký cái con chat GPT thì các bạn có thể sử dụng cái con voi GPT thì tôi cũng để cái video ở phía dưới này thế thì bạn có thể vào đấy xem và sau đó thì mình mình đăng ký tài khoản của cái con voi GPT thì cái con voi GPT đấy thì là do một cái nhóm người Việt Nam phát triển nên là chúng ta không cần phải chuyển IP rồi không cần phải mua số điện thoại làm gì cả dùng số điện thoại Việt Nam cũng được ok rồi thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là cái con về ChatGPT nhá. Để tôi giới thiệu qua một chút sau đấy chúng ta mới vào cái phần thực hành. Cái thứ hai là cái con mà uh, Bing Chat, Bing Chat thì là do Microsoft phát triển. Thế thì để mà chúng ta sử dụng được cái Bing Chat này thì chúng ta sẽ cần phải cài cái Microsoft Bing hay chính là một cái trình duyệt mới của Microsoft này. Thì thực tế thì nó có một cái tên khác đó là Microsoft X hay cái gì đấy. Đấy tôi cũng không nhớ lắm để tôi mở này nhá. Đấy, nó gọi là Microsoft Edge đấy thì chúng ta cài nó lên và sau khi cài lên thì chúng ta sẽ có một cái giao diện như thế này, đấy, có một cái hình như thế này. Đấy, nó không phải là Internet Explorer nữa nhá, mà cái này nó làm cái trình diện mới. Thế thì để mà để mà lấy được cái này xuống đấy thì giả sử như là các bạn, này tôi sẽ mở lại đây tôi hướng dẫn các bạn cách làm nhé Để mà có thể tải được cái này thì chúng ta có thể vào đây, chúng ta sẽ đánh là uh, Microsoft Bing xong đồ download thì tôi để để trên màn hình nhé để cái từ khóa trên màn hình nhé vào google nhé tìm cái từ khóa đấy đấy thì chúng ta sẽ đến cái phần nó gọi là gì là make binh do search engine này này xong nó có phần download này đấy thì mình kích vào đây một cái này đấy kích vào đây nhá đấy các bạn chờ một chút thôi thế thì nó sẽ hiện ra cái này và nó có cái phần download này này thì chúng ta chúng ta tải nó về và sau đó chúng ta cài lên thì chúng ta sẽ có một cái thứ như thế này đúng không thì cái đấy là cái bước thứ nhất Đấy, bước thứ hai là sau khi mà chúng ta đã có cái này rồi, Đấy thì chúng ta sẽ cần phải đăng nhập vào, chúng ta cần phải tạo một cái tài khoản, sau đó chúng ta đăng nhập vào trong cái, ở trong cái hệ thống của Microsoft Bing này. Và lúc này thì chúng ta sẽ có cái phần chat ở đây. Đấy, đấy tôi thử sign out ra nhé. Bây giờ tôi thử sign out ra một cái này. Nếu mà tôi sign out ra thì chúng ta vẫn nhìn thấy cái giao diện như này và chúng ta vẫn nhìn thấy ở phía trên này này có cái từ là chat này này, là chat đây nhá. Đấy. Nhưng mà khi chúng ta kích vào thì nó sẽ thông báo với chúng ta là chúng ta chưa chat được này mọi người nhìn đến này đấy nó phải join waiting list và khi mà chúng ta kích vào join waiting list này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta sẽ cần phải đăng ký cái tài khoản của chúng ta vào nếu chúng ta chưa có nhé thì mình phải kích vào cái gọi là create one đấy cái chỗ này nhá create one thế còn của tôi thì tôi có rồi đấy thì bây giờ tôi chỉ cần next thôi nhá đấy kích next này đấy tôi hướng dẫn các bạn từng ly từng tí một đấy và sau đó thì mình nhập cái password của mình vào nhé đấy, Create thì chúng ta create đơn giản thôi, quan trọng là chúng ta tạo được ra cái uh, tạo được ra cái gì nhỉ? Tạo được ra cái um, cái tài khoản của chúng ta thôi là là được đấy. Thế thì khi vào như này rồi nhá thì chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ nhìn thấy có cái từ chat ở phía trên này. Chat ở phía trên này nhá, chat này, đấy. Và sau đó thì mình sẽ kích vào đây. Đấy, thì nó sẽ sang cái phần gọi là gì? Là chat, đấy thì cái giao diện của nó thì nó giống hệt như là là bên uh, bên cái con chat GPT đấy thì nó có cái phần hướng dẫn ở phía trên này đây. này, nó hướng dẫn này đúng không? Hỏi câu hỏi thì hỏi như thế này này đấy, để mà có cái câu hỏi tốt hơn thì mình sẽ hỏi như thế này này và tạo ra những cái câu hỏi mà ấn tượng ấy đấy, thì mình có thể hỏi thêm các câu hỏi kiểu kiểu như thế này. Thế thì nó có cái ví dụ ở trên này, thì phía dưới này này nó có cái phần phần câu hỏi đây nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ đưa cái câu hỏi của chúng ta vào đây, đưa câu hỏi vào cái phần phía dưới này và sau đó thì chúng ta hỏi thế thì bây giờ tôi sẽ thực hành một chút nhé chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một chút à, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một chút nhé chúng ta sẽ thực hành về những cái vấn đề mà liên quan đến cái nội dung nghiên cứu bởi vì là tôi thì là cái người mà hướng dẫn các bạn là làm nghiên cứu trong ngành y cho nên là tôi sẽ đưa ra các cái ví dụ liên quan đến nghiên cứu để để mình hỏi hai con chat này để xem nó như thế nào thế còn nếu mà giả sử như các bạn muốn thử nghiệm với những cái nội dung khác ấy, thì bạn cũng có thể thử tự, tự thử nghiệm nhé thế nhưng mà bây giờ tôi sẽ thử tự thử nghiệm đối với lại cái cái vấn đề mà liên quan đến nghiên cứu tôi sẽ đánh hai bên là như nhau này tôi sẽ nói là ấy, tôi là người mới này đấy, muốn muốn nghiên cứu thì bắt đầu từ đâu nhá Đấy Tôi sẽ hỏi tôi sẽ hỏi bên này này phía bên này là con chat gbt này đấy, và bên này này là con binh này binh chat này đấy hai câu hỏi giống nhau nhé và bây giờ tôi sẽ hỏi này hỏi bên này này và sau đó thì tôi hỏi bên này này đấy, để cho nó cùng trả lời để xem là là hai con này nó như thế nào đúng không? đấy thế thì cái con chat GPT thì nó sẽ à, nói là chào bạn nếu bạn muốn bắt đầu nghiên cứu thì đây là một số bước khởi đầu mà tôi đề xuất cho bạn này thứ nhất là chọn chủ đề này thứ hai là đọc hiểu này thứ ba là à, xác định mục tiêu nghiên cứu này thứ tư là à, gì đấy? đấy thu thập dữ liệu này đấy. thứ năm có thứ năm không thứ năm là phân tích và đánh giá này đấy rồi đến thứ sáu là viết báo cáo này bạn thấy là con chat gpt nó trả lời rất nhiều mình hỏi có một câu thôi và nó đã suy nghĩ rất là tường tận cho chúng ta để nó trả lời câu hỏi thế đó tôi nghĩ là đó cũng chính là một cái lý do vì sao mà cái con chat gpt nó trở nên là rất là nổi tiếng bây giờ bởi vì là nó nó rất là suy nghĩ rất là tường tận và rất là sâu để nó để nó nó chắt lọc và nó đưa ra những cái nội dung mà nó nó viết từng cái mục một này, trông rất là rất là ổn đúng không đấy dường như là nó rất là hiểu mình thế còn đối với lại cái con binh này này thì chúng ta thấy là gì nó là xin chào tôi có thể giúp bạn nghiên cứu bất kỳ cứ lĩnh vực nào bạn quan tâm nghiên cứu là quá trình khảo sát gì đấy bạn muốn nghiên cứu ở lĩnh vực nào đấy thì nó hỏi nó hỏi mình như vậy và hai nữa là Learn mo này ở dưới này nó đưa ra các cái đường link dẫn đấy thì bên này thì nó không có cái điều đấy nhưng mà cái nội dung của nó thì rất là sâu rất là sâu xa đúng không còn ở bên này thì là gì là nó trả lời ngắn và nó đưa ra các cái đường link và ở đây nó hỏi này tôi muốn đấy, tôi nó hỏi là mình muốn nghiên cứu về cái lĩnh vực nào đấy đấy ở đây này đấy. thì mình sẽ kích vào đây nhé Tôi muốn nghiên cứu về y học này về kinh tế này về mỹ thuật đấy thì cái này nó cũng có cái thú vị của nó nhé đúng không Thì đến đây này mình có thể đánh là tôi muốn nghiên cứu về y học hoặc không mình kích vào đây đấy thì nó sẽ tiếp tục nó nó sẽ à, nó sẽ trả lời nhé nó sẽ trả lời đấy để xem cho nó sẽ trả lời như thế nào đấy, đấy chúng ta phải chờ một lúc, chờ một lúc để cho nó read bond. đấy nó sẽ nói là y học là khoa học ứng dụng liên quan đến chẩn đoán tiên lượng, đấy bạn có thể nghiên cứu về này cái nọ cái kia đúng không kiểu kiểu như vậy đúng không? đấy, thế thì đấy là cái câu hỏi của binh nhá, thì giả sử như mình vẫn cái câu hỏi này đúng không? đấy thì mình sẽ mình sẽ hỏi nó là, đấy, mình tôi copy luôn bên sang bên này nhá, để tôi đang test mà, đấy, tôi đang test, đúng không? Đấy, mình sẽ test sang bên này là tôi muốn nghiên cứu về y học Đấy. thì nên bắt đầu từ đâu Đấy. Đấy. chúng ta enter một cái nhé để xem nó trả lời nhé ở Đấy. Đấy, bên này thì nó cũng sẽ nói các thứ này và sau đó là lại tiếp tục nó nói về thứ nhất là chúng ta nghiên cứu về gì, thứ hai là cái gì này rất là chu đáo mà rất là đầy đủ đúng không thì trong khi đó thì cái ông Binh ở bên này này thì ông ấy chỉ loằng ngoằng là ông ấy giới thiệu uh, chung thôi sau đó thì ông đưa ra cái đường dẫn và sau đó lại nó lại tiếp tục nó hỏi tiếp này đấy, tôi quan tâm đến y khoa này đến y học thực chứng này tôi quan tâm đến y học cổ truyền này đấy hiểu không đấy thế thì um, giả sử như đây nhé thì mình sẽ quan tâm đến uh, y khoa đi Để thử y khoa nhé đấy, đấy. Để xem có trả lời dài ra không đúng không đấy. Đấy, bên này thì nó trả lời rất là dài rất là đầy đủ các bạn có thể đọc bên này đúng không còn bên này thì bên này thì là nó nó tương đối là chung chung và bên này thì nó lại có một cái khác đó là nó sẽ đưa ra một số các cái 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 cái, cái đường dẫn đúng không? có một số cái đường dẫn đến những cái nội dung mà nó tìm kiếm Đấy. ok vậy là bên này xong và bên này cũng xong đúng không bên này thì chúng ta thấy là là nó nó rất là chu đáo và bên này thì nó nó lại đưa ra những cái cái vấn đề chung chung và sau đó lại tiếp tục nó hỏi mình để nó nó đào sâu thêm để chúng ta hiểu nôm na như vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục nhé bây giờ giả sử như là tôi muốn nghiên cứu về vấn đề à, cái cái tỷ lệ cao huyết áp ở người già chẳng hạn đấy thì tôi hỏi cả hai bên nhé là tôi muốn nghiên cứu về tình trạng cao huyết áp của người già đúng không ở Việt Nam Đấy, Việt Nam luôn để Đấy, mình sẽ sang bên này nhé bên này mình cũng hỏi bên này luôn nhé để xem nó có nó trả lời như thế nào nhé Đấy. trả lời này đấy các bạn có thể xem xem là cái tốc độ trả lời của nó như thế nào đối với con chat GPT này thì hôm trước tôi đã có một cái video tôi đã hướng dẫn cách để chúng ta có thể mua cái bản gọi là plus tức là bản trả phí đấy nhưng mà chưa thành công đấy đến lúc nào mà thành công thì tôi lại test cái đấy để tôi sẽ chia sẻ với các bạn thế còn đây thì tôi vẫn đang cái, mua cái bản gọi là đang dùng cái bản là, là miễn phí bản miễn phí nhá đấy rồi bên này thì là đấy nó sẽ trả lời nó sẽ à, bên này thì nó sẽ hướng dẫn mình là là cách để mình có thể triển khai. tức là bạn, nếu mà giả sử như mình muốn triển khai đấy thì cách triển khai nó sẽ là như thế nào. Trong khi đấy thì bên này thì nó lại khi mà mình nói là tôi muốn nghiên cứu về tình trạng cao huyết áp của người già ở Việt Nam thì nó sẽ nói là nó sẽ tìm kiếm và nó đưa ra trả lời câu hỏi là 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 ở Việt Nam này cái tỷ lệ cao huyết áp là bao nhiêu. Đấy, bên này tỷ lệ cao huyết áp là 47,3% này. Trong đó người cao tuổi mắc huyết áp cao chiếm 60% ở người trên 60 này và trên 80 phần phần trăm ở trên 80 tuổi này đấy các cái chỉ số này và nó có các cái trích dẫn có cái đường dẫn đến những cái những cái bài mà nó nói về cái vấn đề này đấy, cũng rất là thú vị đấy chứ đúng không đấy, thì bên này mình cũng có thể tham khảo được thế nhưng mà bên này thì nó sẽ chu đáo hơn bên này nó sẽ nói rõ cho chúng ta là gì là tìm hiểu về cao huyết áp này thu thập dữ liệu này phân tích này xác định yếu tố nguy cơ này đề xuất giải pháp này viết báo cáo này và đây nó viết chưa xong đúng không thì chúng ta là gì chúng ta lại nói là gì viết tiếp đoạn còn thiếu đi, đúng không? Mình có thể nói là viết tiếp đi cũng được. Đây, đây mình sẽ nói là viết tiếp đoạn. À, còn thiếu đi đấy thì ở đây nó viết là gì? Trong quá trình nghiên cứu này để nó lại tiếp tục nó viết này, đấy, bạn cần khảo sát các thứ này đấy. Thế thì nó nếu mà trong trường hợp mà chúng ta thấy là nó nó viết chưa đủ, đấy thì đấy là cái câu lệnh để bạn yêu cầu nó tiếp tục nó viết. Đấy. Rồi, ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ thêm một cái chiêu nữa nhá để xem xem là hai con này nó sẽ phản ứng như thế nào Thế thì đến lúc này thì chúng ta đã có phần nào chúng ta đã đã có thể là gì nhỉ chúng ta có thể kết luận được là là đối với lại cái con này thì như thế nào con kia thì như thế nào rồi đúng không đối với con chat gPT thì nó rất là hiểu mình hiểu cái 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 mong muốn của mình ấy tức là là chúng ta muốn đang làm muốn làm cái nghiên cứu đấy và nó lo xa hơn như vậy để nó biết cho mình nó nó tạo cho mình cả một cái kế hoạch để chúng ta làm thế còn trong khi đấy thì con binh này thì nó chưa có cái cái khả năng đó mà đơn giản là gì nó đưa cho chúng ta những cái thông tin về cái vấn đề chúng ta quan tâm thôi Bây giờ tôi sẽ yêu cầu nó một cái câu khó hơn nữa này là tôi muốn này, tôi muốn viết à gợi ý cho tôi gợi ý cho tôi đề cương đúng không nghiên cứu của nghiên cứu về chủ đề này nhé Mình viết kiểu kiểu rất là gì nhỉ? Rất là chung chung như vậy để xem xem là mình test xem là nó có nhớ là cái chuyện mình đang giao tiếp với nhau không. Tức là đáng nhẽ mình sẽ cần phải viết là gì? là gợi ý cho tôi một cái đề cương nghiên cứu về cao huyết áp ở người cao tuổi chẳng hạn. Đấy nhưng mà đây đối với con chat GPT mình không không thèm hỏi cái câu hỏi đấy mà mình 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 test như này để nếu mà nó nó hiểu ấy là nó phải nhớ được cái câu chat của mình lúc trước ấy là mình đang tìm hiểu về vấn đề đấy để xem xem là nó có thể trả lời được hay không đúng không? Đấy mình test nhé. Thế còn không trả lời được thì mình tí mình hỏi cụ thể hơn. Đấy. Tương tự như vậy thì mình cũng test với cái con binh ở bên này như như thế này nhá. Rồi tôi sẽ hỏi này. Đấy, và cái con này mình sẽ hỏi này xem hai con nó có nhớ không có nhớ câu chuyện của chúng ta không đấy các bạn thấy không cái con chat GPT nó nó rất là thông minh đấy, đấy tức là mình không nói gì là mình hỏi nó về cái cao huyết áp cả nhưng mà nó nhớ luôn này đấy, dưới đây là gợi ý cho bạn về chủ đề và đề chủ đề và đề cương nghiên cứu về tình trạng cao huyết áp của người Việt Nam đấy, tức là mình hỏi về đề cương thôi mà nó nó cho luôn mình là gì là tiêu đề luôn đấy, thế mới hay chứ này, tác động của chế độ ăn uống lối sống này đến tình trạng cao huyết áp người già này đúng không mục đích này phương pháp này kết quả dự kiến này đấy sau đó là gì sự phân bố này đúng không đấy cái này thì dường như là nó nó chưa sát lắm đâu chưa sát lắm đâu Thế nhiều tí nữa chúng ta sẽ hỏi thêm nhé Để hỏi thêm nhé đấy ở bên này nó sẽ sẽ là gì Để tôi gợi ý cho bạn một đề cương cơ bản như thế này mục tiêu nghiên cứu này phương pháp này đấy ok bên này cũng tương đối là ổn đấy chứ đúng không đấy Đấy. tức là nó vẫn nhớ này con này nó vẫn nhớ ở phía trên này đúng không đấy vẫn nhớ nhá con này cũng nhớ và con này cũng nhớ và con này thì nó sẽ đưa ra nhiều nhiều gợi ý hơn đúng không đấy thế thì mình dùng cái từ đề cương ấy thì có thể là nó chưa hiểu lắm nhưng tính là chúng ta dùng là gì là outline thì nó sẽ đúng hơn tức là dàn bài dàn bài thì đúng hơn ở đây nó viết thiếu này mình sẽ nói là gì viết tiếp đi đúng không viết tiếp đi đấy. hoặc là mình viết tiếp đoạn còn thiếu đi đấy thì nó sẽ viết tiếp cho chúng ta nhá Ừ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau soạn cái cái câu hỏi tiếp của của, của cho cho cái con cho hai con chat này nhá. Đấy, mình sẽ nói là gì? Đấy viết cho tôi. Tại nhau mình viết là dàn ý nhưng mà có sợ có thể sợ nó không nhầm nhưng mà có thể sợ nó nhầm. Thế còn nếu mà chúng ta viết là outline thì chắc chắn là không không thể sai được bởi vì những cái con chat này nó đều trên cái nền tảng là là tiếng anh cho nên là cái từ đúng của nó cái keyword đúng của nó thì nó sẽ bao giờ nó cũng sẽ trả lời đúng hơn đúng không? Đấy, viết cho tôi outline, outline, đề cương, nghiên cứu của chủ đề này đấy, bên này nó vẫn chưa biết xong à tình trạng phát hiện Ok bên này là nó, nó gợi ý ra rất là nhiều các cái chủ đề liên quan đến vấn đề này đúng không có thể mình sẽ cho nó viết tiếp này viết tiếp đi để cho mình rất là nhiều lựa chọn bên này cho rất là nhiều lựa chọn bên này cho một lựa chọn đúng không đấy và đây nó chỉ là gì nó nói cho chúng ta biết là gì là là cái vấn đề nghiên cứu này cái tiêu đề này sau đó là mục đích này phương pháp này và kết quả dự kiến là gì đúng không nó cho chúng ta rất là nhiều thông tin đấy, thì mỗi một cái này nó là một cái đề tài nghiên cứu đấy, đấy rất là hay đúng không đấy, và nó nói là những đề tài nghiên cứu này chỉ là những gợi ý ban đầu bạn cần xem xét kỹ lưỡng và điều chỉnh cho phù hợp với nghiên cứu của mình đúng không chu đáo không đấy. ở bên này thì nó là gì đưa ra một thứ và nó nói là gì bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu liên quan để bổ sung hoặc chỉnh sửa đề cương của mình chúc bạn thành công trong nghiên cứu của bạn đúng không bên này thì đơn giản hơn đúng không, hơi hơi nhạt. bên này thì rất là chu đáo. rồi mình sẽ hỏi cả hai bên nhé, viết cho tôi outline đề cương nghiên cứu của chủ đề này. Đấy, hỏi cả hai bên luôn. ở à, bên này thì nó sẽ nó nó có quá nhiều câu đúng không, quá nhiều cái nội dung đúng không, nhưng mình cứ hỏi thế, cứ hỏi chung chung như vậy đúng không, để xem nó trả lời như thế nào. đúng ra là gì đến lúc này nhá, thì là cái bên này này, thì bạn sẽ cần phải nói yêu cầu nó là là chọn một cái chủ đề nào đấy, đúng không? Còn đây là mình nói như này thì là là nó nó tự động này, đấy, hay như thế này, đúng không? Nó sẽ chọn đúng cái chủ đề của mình là tình trạng cao huyết áp và sau đó nó viết cho mình cái outline để cương nghiên cứu luôn, đúng không? Đấy. Bên này xem nào, đấy, bên này, này cũng được đấy. đấy, đều hiểu đúng vấn đề. Bên này thì là là nó đang viết outline của chúng ta này, từ giới thiệu chung này, tình trạng này, phương pháp nghiên cứu này, kết quả thảo luận này, kết luận này, đúng không? Đấy, bên này thì cũng vậy, bên này thì là giới thiệu này, đặt vấn đề này, đấy, mục tiêu này, phương pháp này, cơ sở lý thuyết này. Đấy. Ok, ok, rồi, được đấy. Và chúng ta thấy ở đây này nó có một số chữ nó viết sai chính tả nhé Có một số chữ ở bên này nó viết sai chính tả Thế thì tôi cảm giác như là bên này là nó nó đọc ở đâu đấy Thì sau đó thì nó 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 cắt ghép xong nó đưa vào đây Thế Còn bên này thì dường như là nó tạo ra một cái cấu trúc Thế Nó tự động nó nghĩ và nó viết ra những cấu trúc tương đối là chuẩn tiếng Việt Và tôi cảm giác là nó trình bày rất là tốt Và nó nó gần như là không có cái lỗi gì đấy Về tiếng Việt cả Bên này có rất nhiều lỗi tiếng Việt này Đấy Đấy, thế thì đấy là đấy là một cái thứ mà nó liên quan đến nghiên cứu đúng không liên quan đến nghiên cứu thì tôi test đến đây thôi để bạn có thể hiểu được là mình nên dùng cái nào nên dùng cái nào để ứng dụng nó thế tiếp theo giả sử như là mình muốn hỏi nó xem là uh, cập nhật một chút đấy thì tôi tin rằng là gì nếu mà hỏi về các cái tình hình mà mà cập nhật nhất bây giờ ấy, thì có thể là cái con binh này nó sẽ hiểu hơn bởi vì là nó nó đang online và đang trực tuyến thế còn cái con chat gpt này thì là nó đang bị giới hạn đến năm 2021 nghìn thế thì thử thử hỏi nhé thử hỏi giả sử như nó hỏi xem tôi là ai chẳng hạn xem hai con này có biết không đúng không Đấy, vui vui tí đây nhá ừ, như là tiến sĩ tiến sĩ bác sĩ vũ duy kiên là ai nhá thử thử hỏi hai con này xem nó có biết không nhá bạn lưu ý này cái con chat GPT này này nó có một cái hay đó là nó biết tổng hợp và sau đó đưa ra kết quả rất là thú vị nhưng mà nó có một cái nó có một cái tật mà chúng ta cần phải biết để mà chúng ta tránh Là đôi khi nó bịa chuyện Nó bịa chuyện, nó có biết bịa chuyện Thế thì đôi khi ý, Là khi mình hỏi như thế này, nó chỉ biết ông này là ông, ông tiến sĩ bác sĩ thôi Thế thì nó mới bịa ra là ông tiến sĩ bác sĩ thì là có thể là, là Chuyên ngành nọ chuyên ngành kia, ở đây là nó đang nói về tôi này, đang sai mét luôn Đấy Đấy bạn thấy không, ở đây là nó bên này nó con chat GPT nó đang nói về tôi là cũng liên thiên, không, không đâu ở đâu cả Đúng không Đấy ở bên này thì nó nói là gì, là nó đã đến cái giới hạn của câu hỏi rồi thì mình cần phải tạo ra sang một cái chat mới đấy thì bây giờ mình sẽ kích vào đây để mình sang cái chat mới nhá mình kích vào đây không được thì mình reset thôi mình kích vào đây mình reset lại này đấy. thì nó sẽ mở ra một cái chat mới và chúng ta chat lại từ đầu bên này tương tự nhá mình cũng chuyển sang là new chat luôn đúng không đấy mình hỏi lại câu hỏi nhá này vũ kiên là ai đúng không xem nó có biết không hỏi những câu hỏi chung chung thôi hỏi cả hai bên nhé một ông thì là không biết nên ra là là đôi khi là bịa chuyện Đấy, ông này là ông này bịa chuyện này Đấy, xong rồi giảng viên đại học john hawking hoa kỳ này sáng lập ra công ty công nghệ liên tha liên thiên ông này hướng dẫn liên tha liên thiên thế thì cái con chat gpt này này là để mà chúng để nó có thể cập nhật được tình hình ấy thì bạn sẽ cần phải sử dụng một cái extension đó là web uh, web chat GPT đấy thì nó sẽ lên mạng nó sẽ đọc cái những cái trang web mà cập nhật nhất sau đó thì nó đưa ra cái, cái kết quả đấy thế còn thì cái con binh ở bên này này thì chúng ta thấy là nó cập nhật rất là uh, tương đối là chính xác bởi vì đơn giản là gì nó sẽ tìm những cái người có tên là bác sĩ tiến sĩ Vu duy kiên này sau đó tổng hợp lại này đấy thì và nó sau đó thì nó vào cái trang web của tôi nó đọc nó lấy các thông tin này ra đấy thì các thông tin này thì tương đối là chuẩn đấy và đây nó sẽ hỏi là anh ấy đã nghiên cứu về vấn đề gì này hoặc là anh ấy có kênh YouTube không này anh ấy có dạy khoa học online không đúng không và nó nó rất là hiểu nó biết được là mình đang làm cái gì đấy mình có kênh YouTube chẳng hạn thì mình sẽ kích vào đây này anh ấy có kênh YouTube không tức là mình hỏi xem là anh ấy có kênh YouTube không để xem nó có tìm ra không nhé đấy. Thế thì rõ ràng là gì cái con chat GPT là nếu mà chúng ta không cài đặt thêm cái extension để cho nó cập nhật thông tin hiện tại thì nó sẽ trả lời liên thiên thì nó sẽ không đúng thế còn đối với con binh này này thì thì nó đang cập nhật thông tin hiện đại à, hiện tại cho nên là trên nên là chắc chắn là nó sẽ trả lời nó sẽ chính xác chính xác hơn về những cái những cái thông tin của chúng ta có thể hỏi à, ai đó là cái gì đấy thì nó có thể tìm ra đúng không đấy và nó tìm ra này đấy, nó có kênh youtube luôn này nó tìm ra kênh youtube của tôi luôn này đấy, cũng rất là thú vị chứ đúng không đấy rồi và sau đó thì nó nó còn tiếp tục nó sẽ dựa vào cái thư đó để nó nó sẽ hỏi là nó giúp mình là có thể đặt thêm các câu hỏi nữa tức là ví dụ như là hướng dẫn về cài đặt SPSS 26 này tìm tài liệu nghiên cứu tiếng Việt này hoặc là trích phần phân tích thống kê mô tả này thì mình sẽ tiếp tục ở đây mình kích vào đây để mình hỏi đúng không Đấy, thì nó sẽ ra được các cái các cái thứ rất là thú vị đúng không về tôi đúng không tự nhiên nó tìm về tôi đúng không Đấy, thì nó có những thông tin này thì các bạn có thể thử để mình tìm về các cái nội dung khác để xem xem nó như thế nào thì đối với những cái thứ mà cập nhật ấy Đấy thì tôi cảm giác là cái biên này là ok thế nhưng mà để mà tổng hợp ra những cái thứ uh, ví dụ như là sâu xa hơn ấy, thì cần phải dùng cái con chat GPT nhưng mà con chat GPT thì nó có cái giới hạn về thời gian đấy và cái việc mà nó đọc uh, các cái tập uh, đọc các cái đường link hiện tại thì nó chưa nó chưa ổn về cái đấy thế nhưng mà trong tương lai thì có thể nó sẽ có có những cái khác đúng không đấy thì chúng ta thấy là gì nó đã tìm kiếm này và sau đó nó biết được là là tôi có những cái gì này và nó là như thế nào này đấy thế thì uh, như vậy là cho đến đây thì tôi đã giúp bạn hiểu được là có hai con chat là con chat GPT và cái con chat mà con binh chat và nó như thế nào và nó hoạt động như thế nào tôi đã giới thiệu qua về cách để chúng ta có thể đăng ký thế còn để mà kỹ hơn ấy, thì chúng ta có thể xem trong cái phần mô tả ở phía dưới thì tôi sẽ tôi đã có cái hướng dẫn rất là kỹ về để về, về cách mà chúng ta có thể đăng ký cái con chat GPT này và cái con mà binh này thì đơn giản là chúng ta chỉ cần cài cái ấy thôi chúng ta chỉ cần cài cái trình duyệt của nó thôi và sau đó thì chúng ta đăng nhập cái tài khoản của chúng ta vào là chúng ta có thể sử dụng cái con chat con chat của của binh chat của microsoft này rồi bây giờ tôi sẽ dừng cái video này ở đây và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo nếu có câu hỏi gì thì chúng ta có thể để lại trong phần comment ở phía dưới và nhớ đăng ký kênh youtube của tôi nhé để tiếp tục nhận được các video thú vị và nhớ like và nhớ share cái video này còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với vũ duy kiên để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi